Cha tôi từng nói, cuộc sống trên đời như xe chạy trên đường. Những khó khăn trong đời như những đoạn đường cong, tùy vào khả năng, con hãy chọn cho mình một tốc độ. Tia chấm đỏ là danh hiệu dành cho chiếc xe thắng cuộc, và chỉ có chiếc xe không biết giảm tốc trước đoạn đường khó mới xứng đáng với danh hiệu này. Chào anh Việt, em là Ninh. Đặng Trinh. Chào chị với. Mày gọi tao là anh Thứ. Chuẩn bị chơi nữa ha anh? 3 ngày nữa. Anh đòi hỏi cao quá. Anh kiếm người đi, ai làm hơn tôi? Tôi nghĩ vượt qua những đoạn đường cong gay go ở một tốc độ an toàn thì con mới về được đích đến. Tôi vẫn muốn cậu tham gia. Chuyện này không chỉ liên quan tới xe, chuyện này liên quan đến cả một đường dây. Cho dù đối thủ là ai, anh cũng đừng để mất danh hiệu tia chớp đỏ. Nhưng mắt cha tôi đã mù quá lâu, ông không thể nhìn thấy thế giới hiện tại có những con đường vô tận, và tôi không thể dừng lại.